Chào tất cả các bạn, BigOnline là ứng dụng livestream hàng đầu tại Việt Nam và có mặt trên 150 quốc gia trên toàn thế giới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chức năng cơ bản của Bigo dành cho người chơi mới. Đầu tiên, các bạn tải Bigo tại App Store dành cho iPhone và Google Play dành cho các dòng điện thoại khác. Tải về thành công, các bạn sẽ thấy biểu tượng ứng dụng BigOnline có con khủng long. Nhập số điện thoại của bạn để đăng ký BigOnline. Các bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp bằng tài khoản Google hay Facebook. Sau đó, BigOnline sẽ gửi cho bạn mã xác thực về số điện thoại của bạn đăng ký. Bạn nhập code này vào, bổ sung mật khẩu, thông tin cá nhân. Sau đó, Bigo sẽ gợi ý cho bạn một số idol đang hot. Khi đăng ký thành công, điện thoại chúng ta sẽ hiện ra giao diện Bigo như thế này. Các bạn nhìn xuống thanh menu bên dưới sẽ có 5 chức năng. Đầu tiên, ký hiệu hình ngôi nhà, đó chính là giao diện trang chủ. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều phòng live, gọi là room của các bạn idol đang livestream. Đây gọi là banner, là nơi tập hợp đầy đủ tất cả những thông tin về những sự kiện, bảng xếp hạng, cuộc thi tại Bigo. Gần đây, cho biết các room đang mở live gần vị trí của mình hoặc các tài khoản Bigo. Phổ biến là những livestream phổ biến được nhiều người xem nhất. Trò chơi là nơi mọi người livestream khi đang chơi game với nhau. PK là viết tắt của từ Player Killing, là hai người cùng livestream thi đấu với nhau. Đây cũng là chức năng thu hút nhất trong Bigo. Ký hiệu kính lúp, bạn nhập Bigo ID vào sẽ giúp bạn tìm kiếm được idol, bạn bè của mình một cách dễ dàng hơn. Cái chuông sẽ hiện thông báo khi idol, bạn bè mình theo dõi đang livestream, giúp mình không bỏ lỡ livestream của người mà mình yêu thích. Tiếp theo là ký hiệu quả địa cầu, dành cho các bạn muốn xem livestream dựa theo hashtag hoặc theo từng khu vực quốc gia trên thế giới. Bấm chữ thêm, các bạn sẽ thấy livestream của hơn 150 nước như châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương. Ký hiệu ngôi sao là một kiểu tường của Bigo. Đây là nơi bạn thoải mái chia sẻ những trạng thái, cảm xúc, hình ảnh của mình. Bigo Bar là nơi giao lưu kết bạn, không cần người khác kết bạn với bạn nhưng vẫn thấy được bài đăng của bạn. Nếu bạn là một người chơi mới và muốn kết bạn thật nhiều thì hãy tích cực cập nhật trạng thái, hình ảnh lung linh của mình lên Bigo Bar nhé. Biết đâu bạn lại tìm được cho mình những người bạn, những người cùng chung sở thích tại Bigo. Ký hiệu tiếp theo là hình con người. Tại đây, bạn có thể xem tin nhắn, ví tiền, khám phá gia tộc và các cài đặt cá nhân khác. Click vào biểu tượng avatar chính là trang cá nhân của bạn tại Bigo. Bạn có thể cập nhật trạng thái, hình ảnh của mình mỗi ngày. Xem được hôm nay có bao nhiêu người theo dõi, bao nhiêu bạn hâm mộ mình. Click vào biểu tượng góc phải ở trên màn hình. Bạn có thể thay đổi ảnh đại diện và thông tin cá nhân. Đừng quên thêm chữ ký giới thiệu về bản thân mình nha. Một điều quan trọng trong lúc này đó là Bigo ID. Bigo ID chính là tên đại diện cho tài khoản của bạn. Mỗi tài khoản sẽ có một Bigo ID duy nhất. Bạn sẽ được thay đổi Bigo ID chỉ một lần. Vậy là chúng ta đã có cho mình tài khoản của Bigo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng quan trọng nhất của Bigo, chính là livestream. Để livestream, bạn bấm vào nút tròn màu xanh nằm ở chính giữa màn hình. Bấm vào hình con khủng long, bạn có thể thay đổi ảnh đại diện phòng live, tên phòng live. Sau đó lựa chọn các thẻ tag. Ví dụ bạn like chủ đề nhảy thì bạn chọn thẻ nhảy để được phân loại nội dung, người xem sẽ dễ dàng tìm kiếm bạn hơn. Ký hiệu cô gái bên dưới là bộ lọc filter. Filter sẽ giúp bạn lung linh hơn, xinh đẹp hơn khi livestream. Ở phía dưới, bạn sẽ thấy một tùy chọn loại livestream, chẳng hạn như live nhiều người, 4 chỗ, 6 chỗ, 9 chỗ. Bạn có thể mời bạn bè, người thân live chung. Live trực tiếp, live âm thanh là live game. Đây là giao diện live thông thường. Ở đây là tên phòng và ảnh đại diện mà lúc nãy bạn đã cài trước khi livestream. Kế tên bạn sẽ là những người đang theo dõi live của bạn. Hạt đậu dưới tên bạn là tổng số đậu từ trước tới giờ bạn được tặng. Kế bên là thể hiện cấp độ nhiệm vụ khi livestream. Đây cũng là thể hiện thu nhập trong một ngày của bạn, được tính từ 0 giờ ngày hôm nay cho đến 23 giờ 59 phút. Ngọn lửa thể hiện độ hot của bạn. Độ hot của bạn càng cao thì phần livestream của bạn sẽ được đề xuất lên trang chủ nhiều hơn. Để hiểu rõ hơn về cách tính điểm độ hot, bạn bấm vào dấu chấm hỏi ở đây nhé. Thanh bên dưới là khung chat với mọi người. Gương là xoay camera. Icon camera là tự quay lại hoặc chụp màn hình. Icon kế bên là chức năng rất phổ biến của Bigo, là PK. PK là tương tác tranh đấu giữa 2 người hoặc 4 người hoặc 6 người với nhau. Luật chơi rất đơn giản là ai được tặng nhiều quà hơn thì người đó sẽ thắng. Người thua chịu hình phạt đã được giao kèo từ ban đầu mà người thắng đưa ra. Các bạn có thể bấm vào đây để xem tất cả các món quà trong Bigo và giá trị của từng món quà.
Kết thúc buổi livestream, các bạn bấm dấu X ở góc phải phía trên màn hình. Bigo sẽ tự động thống kê các kết quả như có bao nhiêu người xem, bao nhiêu người hâm mộ, đậu và quà từ buổi livestream đó. Vậy là chúng ta đã hiểu hết về các chức năng cơ bản của Bigo rồi. Điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ tới các bạn là khi livestream, các bạn đừng để vi phạm những quy định và nguyên tắc trong cộng đồng Bigo. Vì khi vi phạm, tài khoản của các bạn sẽ bị khóa từ 10 phút cho đến vĩnh viễn tùy thuộc vào lỗi vi phạm. Ví dụ như khi livestream không mặc đồ quá sexy để lộ vùng nhạy cảm, không phát tán hình ảnh nhạy cảm của trẻ em dưới 18 tuổi, không nói về các đề tài bạo lực, chính trị và tôn giáo, không rượu bia hút chích khi đang live. Để biết chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo một quy tắc cộng đồng của Bigo Live tại trang chủ phần banner, chọn hoạt động phổ biến, sau đó chọn quy tắc cộng đồng. Ở video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ hai chủ đề là kỹ năng livestream dành cho người chơi mới và cách kiếm tiền từ Bigo. Các bạn nhớ đón xem nha. Bye bye! Nhấn đăng ký kênh Bigo Live Việt Nam Official và tải ngay ứng dụng Bigo Live để xem thật nhiều clip đặc quyền cực kỳ thú vị từ Bigo nha.